vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này có các hình ảnh sau: thành phố tái khởi động hoàn thiện nút giao Mỹ Thủy, mở rộng đường Nguyễn Thị Định. Giao thông Mỹ Thủy là điểm nóng về kẹt xe và là điểm đen về tai nạn giao thông, đã và đang được đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho xe lưu thông vào các khu dân cư, cảng biển Cát Lái. Nằm trên giao lộ giữa đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định và Vành Đai 2 của thành phố, mỗi ngày có hàng chục ngàn xe container, xe tải lưu thông ra vào cảng Cát Lái. Ngoài ra đây cũng là đường vào bến phà Cát Lái, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Mỗi khi di chuyển bằng xe máy qua khu vực này, mình cảm thấy rất lo sợ và bất an, dòng người xe máy như những con kiến trước những dàn xe container khổng lồ. Vì vậy, dự án nút giao Mỹ Thủy được xây dựng, kỳ vọng xóa điểm đen này. Trước đó, nút giao thông Mỹ Thủy đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 838 tỷ đồng, xây dựng một số hạng mục, gồm xây dựng cầu Kỳ Hà 3 dài 75m cho 4 làn xe lưu thông, xây dựng hầm chui rẽ trái từ đường Vành Đai 2 đi cảng Cát Lái dài 505m cho 2 làn xe lưu thông, xây cầu vượt trên đường Vành Đai 2 cho 4 làn xe lưu thông. Trong đó có 2 nhánh đường ở bờ hữu và tả của rạch Mỹ Thủy đã hoàn thành một đoạn, tuy nhiên còn vướng mặt bằng nên 2 nhánh đường này vẫn đang ngập nước, chưa thi công tiếp. Dự án xây dựng cầu Kỳ Hà 4 cùng nhiều hạng mục quan trọng còn lại thuộc nút giao Mỹ Thủy đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện giao thông cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, cầu Kỳ Hà 4 là nhánh rẽ phải từ đường Vành Đai 2 về đường Nguyễn Thị Định. Hạng mục này đã được thành phố Thủ Đức bàn giao khoảng 40% mặt bằng. Đơn vị thi công đang thi công cọc sàn giảm tải, đóng khung vây mố nhô để chuẩn bị khoan cọc nhồi trụ. Dự án cầu Kỳ Hà 4 có tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, đáp ứng 2 làn xe ô tô và 2 làn xe gắn máy. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành vào tháng 1, 2025. Theo Ban Giao thông, trong năm 2024, một số hạng mục khác của dự án nút giao Mỹ Thủy cũng được tập trung thực hiện. Cụ thể như tuyến nhánh rẽ phải từ cầu Mỹ Thủy đi Cát Lái, cầu Kỳ Hà 3 nhánh phải, cầu vượt cho làn xe rẽ trái từ hướng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ. Khi hoàn thành, nút giao Mỹ Thủy sẽ có 4 tầng, góp phần giảm kẹt xe, tai nạn giao thông. Ban Giao thông cho biết tiến độ thực hiện tổng thể dự án nút giao Mỹ Thủy hiện đạt khoảng 45,3%. Các hạng mục đang chờ mặt bằng để thi công gồm xây dựng các đường chui dưới dạ cầu Mỹ Thủy và cầu Kỳ Hà 2, Kỳ Hà 3 để giảm lưu lượng xe hai bánh tập trung về nút, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nhánh rẽ phải từ đường Nguyễn Thị Định đi đường Vành Đai 2,
xây dựng hầm chui dưới đường Nguyễn Thị Định bằng bê tông cốt thép dành cho xe gắn máy. Chưa triển khai thi công vì chưa có mặt bằng gồm xây dựng nhánh rẽ phải hướng từ đường Nguyễn Thị Định đi đường Vành Đai 2, xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh. Bên đường Nguyễn Thị Định, thành phố Thủ Đức vừa qua đã được chủ hộ tháo dỡ, lùi vào trong để giao mặt bằng mở rộng tuyến lên 30m giúp giảm ùn tắc, tai nạn. Công trình cải tạo đường triển khai trên đoạn dài hơn 2km, từ cầu Dòng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy. Đoạn này đang rộng 7m, sẽ mở lên 30m, tổng mức đầu tư hơn 2.075 tỷ đồng từ ngân sách. Trong đó, kinh phí cho phần xây lắp chỉ chiếm gần 295 tỷ đồng, còn lại là giải phóng mặt bằng. Là tuyến huyết mạch ở cửa ngõ phía đông thành phố, kết nối nút giao An Phú, cảng Cát Lái, tuyến nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra tai nạn. Trước đó thành phố lên kế hoạch mở rộng nhưng thiếu vốn, chưa thể triển khai. Hiện dự án mở rộng vẫn còn 83 hộ chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đất. Trong đó, 22 hộ còn vướng tài sản thế chấp, thủ tục thừa kế phải 61 trường hợp còn lại chưa nhận tiền đền bù. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành toàn bộ vào năm 2026, giúp giảm kẹt xe, tai nạn, khơi thông cửa ngõ đông thành phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!